Chào mừng quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh học tiếng Trung. Và hôm nay chúng ta đến với bài 2 của phần học tiếng Trung qua hình ảnh. Đầu tiên thì chúng ta học tiếp là từ này là Hồ Chí Minh Thị. Hồ Chí Minh Thị. U hao hu hu hồ chí 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 chí. In mây minh minh minh. Sư 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 sư. Hồ Chí Minh Thị là thành phố Hồ Chí Minh. Từ thứ hai là Zài jiàn, zài jiàn. Ai zài 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 zài. Ai zài 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 zài. Yan yan jian 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 jian. Đã thăm tư hết nha các bạn. Jian zài jiàn, zài jiàn, zài jiàn là say goodbye, tức là chào tạm biệt nữa ha. Rồi, từ này là hở này, hở này. Ơ, hơ, 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 hở. Ê, nây, 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 nây. Nây, ê, nây, 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 nây. Hở này, hở này là Hà Nội. Thứ này là nì mân, nì mân. Y, nây, nì, 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 nì. Y, nây, nì, 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 nì. Ân mân 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 mẫn, đó là chữ mẫn thì là thanh thứ hai, nhưng mà do sao nó là thanh âm cho nên chúng ta sẽ không thêm dấu gì hết. Mân nì mân nì mân, đó đọc rất là nhẹ, nì mân. Đó là các bạn, đó là số nhiều nha các bạn nha. Thống sửa, thống sửa. Ông thông 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 thống. Ông thông 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 thống. Yue yue xie xue xue xue. Yue yue xie xue xue xue. Tổng xue. Tổng xue. Tổng xue là bạn học ha. Bạn học thì nó là không là người lớn hay con nít đều có thể gọi là bạn học hết. Ban ban an ban 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 an ban 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 học. An này là nam sinh, nam sinh. An nan 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 nan. An nan 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 nan. Ân sinh sinh sinh. Ân sinh sinh sinh. Nam sinh, nam sinh, nam sinh là con trai, hay còn có thể dùng là nam sinh cũng được. Ư nơi nữ 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 nữ. Ư nơi nữ 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 nữ. Ân sơn sơn sơn. Ân sơn sơn sơn. Nữ sơn. Nữ sơn. Nữ sơn là con gái, là nữ sinh. Yang yang lơ yang lăng 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 lăng. Yang yang lơ yang lăng 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 lăng. Lăng là số 2, là 2. Thì từ lăng này đó chúng ta phải chú ý nha. Làng này nó cũng là số 2, nhưng mà hôm qua mình học á, là chữ ơ cũng là số 2 luôn. Nhưng cái chữ ơ trong số 2 nó là thứ tự của số đếm. Là nếu mà mình đếm là 1, 2, 3, 4 thì y ơ san sơ ồ. Nhưng nếu mà chúng ta đếm là 1 người, 2 người, 3 người. Đó, cái số chữ làng này là lượng từ. Như là làng cơ, như là 1 cái thì y cơ, 2 cái là làng cơ, chứ không có dùng là ơ cơ. Cái từ y ơ san sư ủ nó là dùng để cho đếm thứ tự là số đếm 1, 2, 3, 4 là dùng y là ơ. Còn từ lèng là dùng để lượng từ chỉ cái số lượng. Mình có thể nói là hai cái hoặc là hai trái cũng là dùng chữ lèng này chứ không dùng chữ ơ. Để ý ở phần này nhé. Chữ này là chư, chư, ơ chư chư chư, chư, chư là ăn. Này là lại, ai lời lai lai lại, ai lời lai lai lại, lại là to come, tức là đến đến đâu đó. Chào phan, chào phan, ao chào 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 chào, ao chào 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 chào, ăn phân phan 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 phan, ăn phân phan 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 phan, chào phan. Chào phan, chào phan là phan là ăn sáng. Thì thường ở Việt Nam mình á, thói quen mình ăn sáng mình có thể ăn là
một tô phở, một tô bún bò Huế, hoặc là một ổ bánh mì đó. Nhưng mà ở nước ngoài thì người ta không ăn như vậy. Do đó nhìn thấy cái tô phở này là biết là cách ăn của người Việt Nam đó, gọi là chảo phân. Đây, còn cái này là chín thiên, chín thiên, yên chín chín chín, yên chín chín chín, yên yên thiên thiên thiên, yên yên thiên thiên thiên, chín thiên, chín thiên, chín thiên là hôm nay. Đó, thấy chữ Vinamilk mình biết là sữa của Việt Nam rồi các bạn ha. Yêu yêu nói yêu 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 yêu. Yêu yêu nơi yêu 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 yêu. Ai nơi nai nai nải nải. Ai nơi nai nai nải nải. Nếu này, nếu này. Nếu này là sữa tươi. Miền bao, miền bao. Miền bao. Yên yên mơ yên miên 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 miên. Yên yên mơ yên miên 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 miên. Ao bao 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 bao. Ao bao bao bao, miên bao, miên bao, miên bao là bánh mì. Thì bánh mì sandwich mình cũng có thể gọi là miên bao, hoặc là bánh mì dài của mình cũng có thể dùng là miên bao. Chữ miên này đó thì khi các bạn mà coi phim mà Đài Loan á thì thường mình chỉ thấy chữ miên, miên, mình cứ nghe họ nói là chữ miên, miên, miên. Thì nếu mà theo tiếng Đài Loan, chữ miên á có nghĩa là không, không cần. Đó, nó nghĩa là vậy, tại tiếng Đài Loan cái nghĩa nó khác, nó âm chỉ giống giống thôi. Giờ cái chữ này là hải dụ, hải dụ, hải dụ. Hải dụ là còn có, còn có. Là ai hơi hai hai hải, ai hơi hai hai hải. Ô yô 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 yô, ô yô 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 yô. Hải dụ, hải dụ, hải dụ là còn có ha các bạn ha. Giờ đây là sủy của, sủy của, sủy của. Ui sủy 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 sủy. Ui sủy 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 sủy. Ui sủy 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 sủy. Ua guo 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 guo. Ua guo 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 guo. Ua guo 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 guo. Sủy của, sủy của. Sủy của là trái cây. Thì nếu mà mình học đó mà mình phân tích theo cái chữ á, thì chữ sủy này các bạn nhớ sủy là nước, còn của là nó dạng như cái trái, cái trái, cái quả gì đó. Thì sủy của nếu mà mình được theo cái nghĩa mà mình chết đó, thì nó là cái trái nước đúng không, nhưng mà trong tiếng Hoa thì nó là ý nghĩa là trái cây nha các bạn đó. Cho nên mình đừng thấy là có chữ nước mà mình nói là cái trái này là trái nước nha, nó là trái cây chứ không phải trái nước. Quả tư, quả tư, quả tư. Ua guo 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 guo. Ua guo 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 guo. Tư 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 tư. Quả tư, quả tư, quả tư. Quả tư thì là nước ép trái cây đó. Cho nên các bạn đừng thấy là mình sẽ dễ bị lộn. Giống như là chữ sủi quà mình thấy có chữ nước ha, mình học là mình biết chữ nước, chữ đó là chữ nước, thì mình lại nghĩ nó là nước ép trái cây là dùng từ đó, nhưng mà không phải ha. Chữ đây là quà chứ, quà chứ là tức là nước ép. Thì ở chặt đằng cái chữ chứ đằng sau mình thấy có ba cái bộ thủy, ba chấm đằng trước, thì nó mới là nước ép trái cây đó. Cho nên mình đừng có lẫn lộn, mình lấy cái có cái từ kia có bộ có chữ thủy, có chữ nước là mình tưởng là nước ép trái cây nhá, nó là trái cây chứ không phải nước ép. F thì là của chữ hơ 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 ơ hơ 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 ơ hơ 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 ơ hơ hơ hơ. Hơ là drink, là mình uống nước đó, uống cái gì đó cũng được hết, không nhất thiết là uống nước. Xì hoan, xì hoan, xì hoan. Xì hoan là lại. Yi xi 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 xi, yi xi 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 xi, yi xi 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 xi. Wan wan huan huan huan, wan wan huan huan huan, wan wan huan huan huan. Xi huan, xi huan, xi huan là thích ha.
Dạ, chỉ sau vài phút chúng ta đã hoàn thành cái bài học của ngày hôm nay. Thì rất cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ mình trong khoảng thời gian này và đã đón xem những cái video này. Nếu thấy thì quý vị và các bạn vui lòng nhấn like và đăng ký, cũng như chia sẻ cho những cái người mà muốn học tiếng Hoa. Thì rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem, và hẹn gặp lại vào ngày mai nhé.